Chào các bạn, hôm nay mình xin được hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Camtasia với những tính năng cơ bản. Thì Camtasia được biết đến là một phần mềm giúp các bạn tạo ra những cái đoạn video của riêng mình hay là chỉnh sửa những video clip có sẵn. Và Camtasia cũng được biết đến là phần mềm dễ sử dụng nhất trong lĩnh vực chỉnh sửa video. Ngoài ra thì tại một số trường đại học của Mỹ thì Camtasia cũng được đưa vào giảng dạy giúp các sinh viên tạo ra những cái bài giảng hay những cái video phục vụ cho công việc của họ. Bộ phần mềm Camtasia có hai tính năng chính, đó là tính năng ghi lại các thao tác trên màn hình và tính năng thứ hai là tạo ra những cái dự án video để giúp các bạn chỉnh sửa hay là tạo video clip. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra những clip chuyên nghiệp. Thì để tạo dự án mới, các bạn bấm vào phần New Project. Sau khi tạo dự án, giao diện chính của phần mềm Camtasia sẽ được hiển thị ra. Giao diện chính bao gồm có phần cửa sổ xem trước cho cái đoạn video của bạn và dưới này là cái timeline giúp các bạn xem là cái tiến trình video sẽ chạy như thế nào. Thì các timeline này được chia thành các track khác nhau, mỗi track thì phụ trách một cái nội dung khác nhau và các nội dung này sẽ có thể được lồng ghép với nhau. Bên trên là các nút tính năng, các tính năng thì sẽ được chia thành từng nhóm. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng cơ bản. Trước tiên các bạn sẽ cần phải đưa những cái nội dung mà các bạn chuẩn bị trước vào cái dự án video của mình bằng cách là bấm vào phần Media và nhập nội dung các bạn đã chuẩn bị trước vào, dùng tính năng là nhập và chọn đến cái phần video các bạn chuẩn bị trước. Camtasia hỗ trợ tất cả các loại định dạng video phổ biến hiện nay. Ví dụ tôi sẽ thêm một cái clip này. Tiếp theo tôi sẽ thêm ví dụ hình ảnh minh họa chẳng hạn, thì các bạn cũng bấm vào phần import và tìm đến phần hình ảnh minh họa. Rồi tôi thêm cái logo và thêm một đoạn video khác về giới thiệu. Hoặc là tôi có thể thêm các cái đoạn âm thanh, nhạc nền. Thì nhạc nền này các bạn có thể tải từ YouTube về những đoạn nhạc nền miễn phí. Rồi, các bạn nên chuẩn bị nội dung từ trước để chúng ta tiết kiệm thời gian trong quá trình là sản xuất video. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn là 5 nhóm tính năng chính. Thứ nhất là cái tính năng liên quan đến cắt ghép video. Thứ hai là những tính năng liên quan đến chỉnh sửa âm thanh. Thứ ba là tính năng liên quan đến việc thêm các chú thích vào video. Thứ tư là tính năng thêm phụ đề. Và cuối cùng là xuất bản cái video này theo cái định dạng chúng ta mong muốn. Sau khi bạn đã thêm nội dung vào trong dự án thì chúng ta tiến hành là đưa cái nội dung đó vào trong cái video chúng ta sẽ tạo bằng cách là kéo cái clip mà các bạn đã thêm vào trong dòng timeline. Thì khi bạn kéo xuống, cái timeline này nó sẽ hiển thị cho bạn là vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc cũng như độ dài của cái đoạn video này. Các bạn có thể phóng to thu nhỏ để thấy được là cái độ dài của cái đoạn phim này như thế nào. Và các bạn có thể điều chỉnh được vị trí, hoặc là các bạn có thể xem thử cái clip này bằng cách là chọn vị trí muốn xem và bấm play. Đó là tính năng thêm video. Rất đơn giản, chúng ta chỉ việc kéo cái video trong thư viện có sẵn xuống cái phần timeline và lựa chọn vị trí ở đó. Thế là xong. Sau khi thêm các đoạn video vào thì có một tính năng rất quan trọng các bạn cần phải biết, đó chính là cái tính năng cắt ghép các đoạn video. Thì ví dụ như video này quá dài mà tôi muốn cắt cái đoạn đằng sau đi thì ta sẽ phải làm thế nào? Thì để cắt một đoạn video, các bạn phải xác định được điểm đầu và điểm cuối cắt. Thì trên cái con trỏ, các bạn để ý có phần màu xanh và phần màu đỏ. Nó sẽ xác định cho ta vị trí đầu và vị trí cuối của cái đoạn chúng ta chọn. Điểm đầu thì ta có thể dùng con trỏ để di chuyển. Còn điểm cuối thì bạn sẽ bấm vào con trỏ màu đỏ và kéo đến cái đoạn mà bạn muốn lựa chọn. Thì sau khi bạn xác định được điểm đầu và điểm cuối của cái đoạn cần cắt, đây chính là khái niệm bôi đen trong cái việc các bạn sử dụng văn bản hàng ngày. Tôi muốn xóa cái đoạn video này thì tôi bấm nút phải chuột và tôi chọn là cắt. Thì lập tức cái đoạn video này sẽ được cắt bỏ hoàn toàn và chúng ta chỉ còn cái đoạn clip chúng ta mong muốn. Tương tự vậy, bạn có thể dùng để cắt các đoạn khác, các bạn bôi đen cái đoạn cần cắt. Tôi cắt đoạn giữa này ạ và bấm nút phải chuột chọn cắt. Đôi khi các bạn lại muốn tách cái đoạn phim này thành hai đoạn khác nhau thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chọn đoạn clip đó, di chuyển đến cái đoạn bạn muốn tách
và bấm nút phải chuột vào cái con trỏ và chọn Split, thì lập tức cái đoạn phim này sẽ được tách làm hai và các bạn có thể điều chỉnh được vị trí bắt đầu của đoạn phim đó trên cái timeline. Đấy các bạn xem. Sau đó thì các bạn sẽ ghép cái đoạn phim này theo ý của mình bằng cách là kéo nó trên timeline làm sao cho nó đến cái vị trí mình mong muốn. Và ví dụ sau khi kéo xong thì tôi có một cái đoạn phim liên tục được. Tôi sẽ thử. Đây là clip thứ nhất và chuyển sang clip thứ hai. Đấy. Đây là tính năng cắt ghép. Để thêm một hình ảnh vào trong cái đoạn video của các bạn sẽ dùng chuột và kéo hình ảnh đó xuống phần timeline và xác định vị trí của nó đặt ở đâu là tùy các bạn. Ví dụ tôi sẽ cho nó ở phần trách số 2 và xác định được độ dài của nó là bao nhiêu. Để xác định được độ dài thì các bạn chỉ cần kéo hai đầu để xác định độ dài. Ví dụ tôi kéo này thì độ dài đây là 51 giây. Và để xác định được vị trí hiển thị thì các bạn sẽ kéo nó trên phần timeline. Nếu muốn hình ảnh chồng lên nhau thì các bạn sẽ cho cái phần hình ảnh này hiển thị trên trách số 2. Tất cả nội dung của trách sẽ được hiển thị trộn với nhau và hiển thị chung trên cái kết quả cuối cùng. Tôi muốn lồng cái ảnh này vào cái đoạn phim thì tôi sẽ cho nó chạy ở cái trách số 2. Còn nếu bạn muốn nó chạy như một cái hình ảnh độc lập thì bạn có thể cho nó chạy trên chung trên một cái trách. Và các bạn có thể kéo bạn kiểm tra. Đấy, thì nó chỉ hiển thị độc lập. Còn nếu mà muốn nó chồng với nhau thì các bạn sẽ chọn cái vị trí nào phù hợp để cho hai cái trách này đồng thời hiển thị. Thì đây là cái vị trí của cái hình ảnh trên dòng thời gian. Ngoài ra bạn sẽ phải xác định được cái vị trí của nó trên cái màn hình hiển thị bằng cách là ta điều chỉnh vị trí hiển thị trên cái cửa sổ preview và điều chỉnh luôn cả kích thước. Và bạn để nó ở đâu thì nó sẽ hiển thị ở tại đó. Ví dụ tôi để ở cái góc bên phải phía dưới và điều chỉnh vị trí nó cho phù hợp. Và sau đó thì các bạn có thể kiểm tra thành quả ngay bằng cách là ta chạy thử đoạn này. Trước đó thì trên cái timeline không có hiển thị trách 2, nhưng khi ta chạy đến cái phần có trách 2 thì lập tức cái ảnh này sẽ hiển thị. Bạn để ý cái ảnh ở phía góc nhá. Đấy, ta sẽ thử chạy xem nào. Chưa có gì và bắt đầu đến chạm vào cái phần hình ảnh timeline ở trách số 2 thì cái hình ảnh này được hiển thị để trộn với cái hình ở dưới. Thì đây là cách để các bạn thêm hình ảnh minh họa vào trong cái đoạn phim của các bạn. Đấy. Tiếp theo tôi giới thiệu một tính năng, đó là tính năng chuyển cảnh. Thì các bạn biết rằng là các clip mà được tách ra thế này thì nó thường khá rời rạc. Để hạn chế việc rời rạc đó thì các bạn sẽ thêm cái việc là chuyển cảnh bằng cách bấm vào phần Transition và các bạn chọn các cái kiểu chuyển cảnh. Ví dụ ở đây tôi sẽ thử dùng tính năng chuyển cảnh là mờ dần bằng cách là chọn cái hiệu ứng đó và kéo cái hiệu ứng đó vào cái nơi mà bạn muốn thêm hiệu ứng. Ví dụ tôi kéo vào đoạn này và ta sẽ zoom to lên để xem cái hiệu ứng đấy nó hoạt động như thế nào. Các bạn kéo đây, các bạn có thể điều chỉnh được cái thời gian chuyển cảnh bao lâu. Ví dụ đây hiện tại đang là 1 giây, tôi có thể kéo ra nó thành 2 giây và ta chạy thử. Đấy, các bạn thấy là cái cảnh đã được chuyển mờ dần để cho cái các đoạn video được ghép với nhau nó mượt mà hơn. Đó, tính năng chuyển cảnh rất là cần thiết. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn cách chỉnh kích cỡ của cái video clip bạn đưa vào. Thì đôi khi các bạn quay bằng điện thoại hay những cái thiết bị nó không đạt được cái hình ảnh tiêu chuẩn thì các bạn có thể chỉnh sửa kích thước của cái đoạn phim bạn đưa vào. Thì việc chỉnh sửa rất đơn giản, bạn chọn cái đoạn clip bạn muốn chỉnh sửa và bạn sẽ thấy là trên cái màn hình preview sẽ hiện thị ra được cái nút để các bạn có thể chỉnh sửa kích cỡ. Ví dụ tôi muốn cái hình ảnh này to ra so với khung hiển thị thì các bạn chỉ việc kéo ra. Để thấy được cái tác dụng thì các bạn cần để con trỏ chuột vào cái vị trí các bạn tác động. Ví dụ đây tôi sẽ cho cái hình ảnh được zoom to ra bằng cách là kéo thành to ra. Đấy, rất đơn giản. Và các bạn sẽ thấy cái phần hiển thị tôi đã được điều chỉnh to hơn hẳn so với cái hình ảnh nguyên gốc. Đấy, rất đơn giản. Đó là tính năng điều chỉnh kích cỡ của clip.
Ngoài ra các bạn có thể điều chỉnh được cái phần tốc độ của clip. Ví dụ như cái đoạn này mà tôi muốn nhân vật sẽ vẽ tranh nhanh hơn thì tôi sẽ dùng tính năng là đẩy tốc độ của clip lên bằng cách là chọn vào cái phần hiệu ứng và tôi tìm đến cái phần clip speed và tôi sẽ kéo cái hiệu ứng tốc độ vào cái clip mà tôi muốn tác động. Và lập tức ở trên cái phần thuộc tính nó sẽ hiển thị ra cái phần clip speed là tốc độ bao nhiêu. Ví dụ tôi muốn sẽ tốc độ này sẽ tăng lên gấp 3 lần thì thay vì bằng 1 tôi sẽ bằng 3. Và bây giờ các bạn thấy ngay là đoạn video sẽ ngắn lại, tức là sẽ chạy nhanh hơn bình thường gấp 3 lần và tôi sẽ thử xem. Đấy, các bạn sẽ xem cái tốc độ đã được nhanh hơn rất là nhiều, giúp người xem đỡ nhàm chán. Trên đây là những tính năng cơ bản về cắt ghép video. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn một chút về phần chỉnh sửa âm thanh. Thì cái phần âm thanh các bạn biết rằng cũng rất là quan trọng trong việc tạo clip. Thì để thêm một cái âm thanh vào trong cái video của các bạn thì các bạn cũng dùng thao tác tương tự như với việc là thêm cái clip bằng cách bấm vào thư viện. Và ta nhìn thấy ở đây có những cái âm thanh, ví dụ tôi sẽ cho thêm cái nhạc nền vào cái phim này chẳng hạn. Sẽ kéo cái phần âm thanh xuống cái timeline. Và thường thường các bạn nên để âm thanh ở trên một cái track riêng để nó sẽ trộn với cái phần hình ảnh, sẽ hiệu ứng tốt hơn. Và các bạn khi kéo xuống các bạn cũng sẽ thấy được là cái độ dài của âm thanh này như thế nào và vị trí của nó. Và ví dụ tôi sẽ cho vị trí nó bắt đầu từ cái đoạn clip và kết thúc, thì tôi sẽ có thể kéo cái đoạn này đến kết thúc. Và bây giờ các bạn có thể nghe thử cái là play. À, các bạn đã thấy đây có nhạc nền đúng không ạ? Và các bạn có thể điều chỉnh cái nhạc nền này to hay bé theo ý các bạn bằng cách là các bạn chỉnh sửa cái cường độ âm thanh đây. Ví dụ nhạc nền thông thường tôi sẽ cho bé hơn bình thường, nên tôi sẽ cho khoảng 50% và các bạn sẽ mở thử. Nếu cảm thấy vẫn to các bạn có thể chỉnh đến 30%. Đấy, các bạn sẽ thấy nhỏ hơn. Và khi mở đoạn phim có thêm âm thanh thì cũng rất là sống động. Về phần âm thanh thì các bạn cũng nên nắm được hai cái hiệu ứng phổ biến, đó là hiệu ứng giảm ồn và hiệu ứng nữa là hiệu ứng tắt dần. Để thêm hiệu ứng cho âm thanh thì các bạn sẽ bấm vào phần là audio effect. Thì đây các bạn thấy có phần là noise remover. Đây chính là tính năng giảm tiếng ồn. Vì các bạn biết là khi quay phim thì các bạn thấy có rất nhiều âm thanh tạp âm và các bạn muốn giảm cái tạp âm đó đi, các bạn chỉ việc kéo cái hiệu ứng này vào cái clip mà bạn muốn giảm tạp âm. Ví dụ tôi sẽ kéo xuống clip này thì lập tức là cái phần tạp âm của các bạn nó sẽ hạ xuống và các bạn sẽ chỉ nghe được tiếng của diễn viên thôi. À, các bạn sẽ thấy là gần như tạp âm được xóa hết. Tính năng tiếp theo chính là tính năng làm nhỏ tiếng dần. Ví dụ như đoạn cuối clip vừa nãy tôi co ngắn cái âm thanh lại và nó sẽ hết đột ngột thì rất là không chuyên nghiệp, thì các bạn có thể chọn tính năng này fade out. Bạn dùng hiệu ứng này và kéo nó xuống thả vào cái phần đoạn âm thanh bạn muốn nhỏ dần và chúng ta sẽ nghe thử cái hiệu ứng. Đấy, các bạn sẽ thấy nhỏ dần rất là chuyên nghiệp. Đó là những tính năng liên quan đến việc chỉnh sửa âm thanh. Ngoài ra thì các bạn có thể điều chỉnh cái âm lượng của cái clip bằng cách là các bạn bấm vào cái clip và muốn điều chỉnh âm lượng. Các bạn cũng thể kéo điều chỉnh âm lượng ở cái phần thanh màu xanh ở dưới này để làm sao cho cái âm lượng nó phù hợp. Ngoài ra một số bạn thì lại muốn tách hẳn cái phần âm thanh ra khỏi clip. Thì ta phải làm thế nào? Thì các bạn cũng thao tác rất đơn giản, các bạn ấn nút phải chuột vào cái clip bạn muốn tách âm thanh ra và bạn chọn vào là Separate Audio and Video. Thì lập tức cái clip này sẽ tách thành hai phần riêng biệt, đó là phần hình ảnh và phần âm thanh. Và bạn có thể xóa âm thanh này đi mà cái clip vẫn tồn tại. Thì đó là tính năng là tách âm thanh ra khỏi cái phần clip của bạn. Các bạn có thể là triệt tiêu âm thanh tại một đoạn nào đó một cách là các bạn đánh dấu cái đoạn cần triệt tiêu âm thanh và bạn bấm nút phải chuột và chọn Silent Audio.
thì lập tức cái phần audio ở cái đoạn bạn bôi đó, bạn đánh dấu đó sẽ không có âm thanh nữa. Đấy. Tuy nhiên cái thao tác vừa rồi thì tôi đã làm mất cả âm thanh của cái clip và mất cả âm thanh của nhạc nền. Thế thì làm thế nào để chúng ta chỉ mất âm thanh clip thôi? Thì các bạn có thể rollback lại các cái track, các bạn sẽ để ý có phần cái khóa và phần con mắt. Thì cái phần con mắt này là có hiển thị hay không, nếu bạn tắt đi thì cái phần này sẽ không được trộn vào trong cái clip chung nữa, còn mở con mắt ra thì sẽ là hiển thị. Ví dụ tôi tắt con mắt thì cái phần âm thanh này sẽ không kêu nữa, tôi mở thì sẽ có nhạc nền. Rồi ngoài ra cái khóa này thì sẽ giúp các bạn làm gì, nó sẽ khóa cái track lại và không cho các bạn edit, không thể tác động vào cái track này khi mà bấm khóa. Và bây giờ tôi có thể là làm câm cái đoạn clip ở dưới một cách là chọn và bấm Silent Audio, thì cái đoạn trên này vẫn còn tiếng. Các bạn xem rất là dễ sử dụng. Đây là những tính năng liên quan đến âm thanh. Rồi ta có thể mở lại các bạn. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn là các tính năng liên quan đến việc thêm chú thích. Thì tất cả việc thêm chú thích, các bạn sẽ vào phần là có cái biểu tượng hình chú thích. Ở đây các bạn có thể thêm được rất nhiều loại chú thích, gồm những cái chú thích dạng cơ bản, các hình vẽ và thêm chữ, hay hình chú thích dạng mũi tên, hoặc là các hình khối, hoặc là đơn giản như là các hình vẽ tay. Thì ví dụ để thêm một cái chú thích vào, dùng con chuột chọn cái loại chú thích mà tôi mong muốn và tôi kéo nó vào trong phần cửa sổ preview, và các bạn sẽ thấy chúng ta có thể điều chỉnh được kích cỡ rồi các cái thông số đồ họa. Và các bạn sẽ thấy ở bên phải này sẽ hiển thị ra được màu sắc của cái phần ghi chú hay là nội dung. Các bạn sẽ bấm vào đây, bạn nhập nội dung vào xong, đây là phần hiển thị. Thế còn ở trên cái phần timeline thì bạn cũng phải xác định được cái vị trí mà cái chú thích này hiện ra bằng cách ta xác định vị trí và cái khoảng thời gian nó hiện. Ví dụ tôi sẽ cho hiển thị khoảng độ 15 giây trong cái đoạn này, thì tôi sẽ thử đầu tiên nó hiện gì đúng không ạ, và tôi sẽ bấm play. Lúc sau các bạn sẽ thấy là nó hiện ra đấy, rất đơn giản. Hay là tôi có thể thêm một cái chú thích khác dạng vẽ, hay tôi vẽ hình chữ, ví dụ tôi vẽ hình chữ nhật và tôi kéo cái hình này chữ nhật vào không khung này, và tôi xác định là cái khoảng thời gian sẽ hiển thị, cũng như là cái tốc độ vẽ thì bạn sẽ thì hiển thị ở đây hoặc là bề dày, và ta sẽ thử. Đây là việc thêm chú thích rất đơn giản. Đôi khi các bạn sẽ thấy là cái việc thêm chú thích này vào thì nó hiển thị một cách có đột ngột. Các bạn có thể thêm hiệu ứng bằng cách là các bạn thêm hiệu ứng chuyển cảnh chẳng hạn. Các bạn có thể kéo vào đây sẽ hiện ra. Các bạn sẽ xem là cái việc hiển thị nó đã mềm mại hơn rất nhiều. Tính năng tiếp theo tôi muốn giới thiệu các bạn đó là thêm phụ đề cho đoạn phim. Thì để thêm phụ đề, các bạn sẽ bấm vào cái tab mà có chữ là caption, nghĩa là phụ đề. Thì ở đây các bạn sẽ phải nhập phụ đề vào trong cái đoạn phim của bạn bằng cách là import từ một cái file có sẵn, hoặc là các bạn thêm vào cái phụ đề bằng cách bấm add. Ví dụ tôi sẽ bấm add. Cái phụ đề cũng sẽ được hiển thị trên cái timeline, và nội dung phụ đề các bạn sẽ nhập vào cái phần cửa sổ preview. Ví dụ như tôi sẽ nhập đây là bước 1, 1 vẽ cây thông này. Và cái phần ở timeline các bạn cũng phải xác định được vị trí hiển thị và khoảng thời gian hiển thị, và tôi sẽ thử xem. Tôi đặt vị trí này và xem nó hiển thị như nào. Đó, các bạn sẽ thấy phụ đề hiện ra đúng không? Các bạn thấy phụ đề hiện ra, và sau khi nó hết, tương tự vậy tôi sẽ thêm cái phụ đề thứ hai. Các bạn cũng kéo vị trí và tôi sẽ nhập vào, dùng bút chì đen chẳng hạn, vẽ phác họa
và tôi cũng điều chỉnh được cái khoảng thời gian hiển thị, và ta sẽ thử. Các bạn thấy là cái phần phụ đề hiển thị rất là chuyên nghiệp, và việc hiển thị sẽ được các bạn đặt theo cái mốc thời gian rất là chuyên nghiệp. Và tương tự các bạn có thể thêm các phụ đề khác. Sau khi mà các bạn hoàn thành cái video này thì mình xin hướng dẫn các bạn cái bước cuối cùng, đó là xuất bản cái video. Thì để xuất bản video, các bạn sẽ bấm vào phần share và chia sẻ. Ở đây có rất nhiều cái kênh để các bạn xuất bản. Thì ở đây tôi sẽ xuất bản ra cái một cái file để trên ổ cứng để lưu trữ, hoặc là các bạn chia sẻ bằng cách bấm vào local file. Thì tại đây các bạn sẽ chọn những cái preset có sẵn, xem có phù hợp, để phù hợp mục đích của các bạn. Cái chuẩn đầu ra hiện tại phổ biến đó là các bạn sẽ xuất ra một cái file MP4 có thể mở trên tất cả các thiết bị. Và ví dụ ở đây tôi để độ phân giải cao nhất là cái file MP4 với độ phân giải là Full HD. Sau khi các bạn chọn này xong thì các bạn bấm vào Next. Ở định dạng MP4 thì sẽ có một số tính năng không sử dụng được, nhưng cái này cũng không quan trọng. Các bạn bấm OK. Nó sẽ hỏi bạn là bạn sẽ lưu ở đâu. Lưu ở đây tôi sẽ lưu ở ổ D chẳng hạn. Rồi, tôi đặt tên cho nó và bấm Finish. Sau khi mà bấm Finish thì cái đoạn video này sẽ được render để tạo ra cái file MP4. Đó chính là cái file video các bạn hoàn thành để các bạn đưa vào sử dụng được. Đấy, sau đây là cái video sau khi hoàn thành các bạn sẽ xem. Đấy, các bạn sẽ thấy cái phần nhạc được lồng này, logo này, rồi có cả phụ đề. Rồi các cái hiệu ứng chuyển cảnh các bạn cũng sẽ thấy có. Hay là tôi tua đến đoạn này là để các bạn xem cái phần vẽ. Đây là phần thêm chú thích. Đây là phần đoạn tua nhanh. Đấy, phần chú thích cũng được hiện ra rất là mềm mại. Hay là đến đoạn cuối các bạn sẽ thấy nhanh nhỏ dần. Rồi, sau khi hoàn thành dự án, các bạn có thể lưu cái dự án này lại để lần sau bỏ ra chỉnh sửa tiếp. Thì trên đây là những tính năng rất là cơ bản của phần mềm Camtasia. Bạn sẽ thấy nó rất là dễ dùng và hiệu quả trong công việc. Chúc các bạn sử dụng thành công. Take a body's high.